hôm nay nó shop hướng giờ trái đất hay sao mà tắt đèn tối thui vậy ta? Có ai không? Tôi muốn mua game. Dạ, chào anh ạ. Không biết nợ shop có thể hỗ trợ gì ạ? Mèn ơi, làm hết hồn à. Thì chuyện là chuẩn bị tới Halloween rồi. Anh đang tìm con game mang hơi hướng kinh dị chút để anh chơi với người yêu. Thì hiện tại bên em đang có dịch vụ tư vấn 5 trong 1. Anh có thể trải nghiệm được sản phẩm chân thật nhất. Không biết anh có muốn chọn cái dịch vụ này không ạ? Ui, nghe cũng hay á. Cho anh lấy cái rồi. Dạ, em xin xác nhận ạ. Chào mừng anh và các bạn đã đến với channel của Nội Shop, kênh chuyên về game Nintendo và PlayStation. Chào em. Nhưng mà nãy anh thấy ở đây hình như có gì đó nó sai sai sao á. Dạ vâng, trước khi đến với top 5 game dành cho mùa Halloween năm nay, em muốn hỏi anh một câu hỏi. Em hỏi đi. Nếu anh thử tưởng tượng anh đang bị khóa trong một căn phòng tăm tối thì anh sẽ làm gì? Em hỏi gì kỳ ghê á, thì anh không tưởng tượng nữa là được rồi. Easy. Dạ vâng, em xin xác nhận câu trả lời của anh. Để biết đáp án này có đúng hay không, mời anh đến với tựa game Madison. Mình đang ở đâu được anh? Em tối ngủ vậy. Chào mừng khách hàng đầu tiên đã đến với hệ thống trải nghiệm tựa game Madison. Nếu bạn là fan cứng của game kinh dị kiểu tra tấn khổ sở từng tế bào thần kinh, hay là kiểu game giải đố hách não góc nhìn thứ nhất, thì Madison có thể sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Được phát hành bởi Pep Game dành cho các hệ máy Xbox, PlayStation và Nintendo Switch. Có thể thấy, Madison sẽ mang hơi hướng kiểu hai game kinh dị indie trước đây là Layer of Fear và Outlast. Nhưng đã chìm đắm trong thế giới của Madison thì miêu tả những cấp bậc của sự sợ hãi và mục tiêu để tồn tại lâu hơn là vẫn chưa đủ. Trong trò chơi, bạn sẽ hóa thân thành anh chàng Luca bị giam cầm trong một căn phòng tăm tối. Hai tay thì dính đầy những chất nhầy màu đỏ. Với sự trợ giúp của chiếc máy ảnh lấy liền, thế giới của con người và một thế giới bên ngoài đen tối sẽ được kết nối lại với nhau. Khi bạn đã lựa chọn váy bẩn đôi bàn tay của Luca bằng những hành động ghê tởm thì nhớ chú ý, không thì cứu tôi, sẽ có những sinh vật phía sau đoạn nhạc nền kinh dị tìm thấy bạn, kéo bạn chìm sâu vào nghi thức ác độc. Bạn sẽ làm gì? Nghe theo hay là kháng cự? Cứu tôi. Okay. Dạ, không biết là anh thích tựa game Madison này không ạ? Game này hay á, trải nghiệm thật quá, làm anh bị liệu luôn. Cho anh nam tử hán đại trượng phu mà, anh đâu có sợ cái gì đâu. Em còn game nào mà nhân vật chính cute dễ thương hơn game nào? Dạ có ạ. Nhớ là nhân vật cute, game nhẹ nhàng tự tốn hơn nghe. Trong vòng 3 giây, anh sẽ hóa thân vào một cậu bé vô danh đi lạc trong một hòn đảo bí ẩn. 3 giây bắt đầu. Ủa, ở đâu đây ta? Sao có tiếng nước chảy nữa? Có bao giờ bạn nghĩ rằng những vũ khí sinh học suy đồi đạo đức con người lại đang được sản xuất ngay trước mắt bạn, điều khiển suy nghĩ, dịch bệnh, đột biến và sinh vật khổng lồ? Bạn nên chuẩn bị tâm lý đối mặt với những thứ này trước khi khám phá tựa game Play Dead Inside. Đảm nhiệm vai trò là người kế nhiệm của Limbo, Inside dễ dàng duy trì những yếu tố độc đáo được tạo ra từ lối chơi 5 nút, 4 nút di chuyển và 1 nút tương tác vật thể. Tuy nhiên, là một tựa game có mặt trên các hệ máy console, thế giới của Inside đã mở rộng phạm vi về không gian, thời gian và cả về âm thanh. Nên khi đi lần mò trong bóng tối, đừng dại dột mà bỏ qua những âm thanh văng vẳng từ đằng xa. Đó có thể là yếu tố quyết định thắng thua trong trò chơi này. Haha, vậy tựa game này có xíu hồi hộp thôi, cũng dễ qua màn phết. Điều này thì chưa chắc. Góc nhìn thứ ba của Inside chính là một thử thách. Nếu người chơi không khéo tay, không quan sát hết tất cả những chi tiết đang hiển thị trên màn hình, thì đón chờ bạn chỉ còn là màn đêm vô tận mà thôi. Hãy chơi Inside nếu bạn tự tin rằng bạn sẽ không sợ hãi khi đi một mình ở cánh đồng vắng. Não của bạn có thể hoạt động ở mọi trường hợp. Hay là bạn sẽ biết làm gì với bộ môn quốc dân này? Đừng cắn tôi. Dạ anh ơi, không biết tựa game này có ok không hả? Tựa game thì hay á, nhưng mà bữa sau cho thêm tí màu sắc vô cho nó sinh động, đỡ sợ. Dạ, sợ à? Không, ý anh á là cho thêm ít màu sắc vô cho dễ phán đoán. Game này chơi dùng trí não nhiều quá. Dạ vâng ạ. Vậy mời anh đến với một tựa game rất là dễ thương, sẽ phù hợp với các bé trong mùa Halloween này. Có luôn hả? Dạ, ok. Có. Okay.
xác nhận đã tiến vào thế giới linh hồn. Bạn đã thành công biến hình thành Stella. Ủa, Stella là ai? Stella là một người đảm nhiệm trách nhiệm Spiritfarer trong thế giới này. Nói cho đơn giản thì có thể ví Stella là một cô y tá đặc biệt cho các hồn ma. Nhiệm vụ mỗi ngày của cô sẽ là chèo thuyền ra khơi, đi tìm những linh hồn lạc lõng, xây cho họ mái ấm và thực hiện những nguyện vọng cuối cùng của những hồn ma này trước khi tiễn họ qua cánh cổng Evador. À, tôi hiểu rồi. Stella giống như Charon trong thần thoại Hy Lạp vậy đúng không? Đúng là vậy. Cũng là đồ họa 2D cùng với lối chơi tương tác di chuyển đơn giản. Hơn thế nữa, với sự xuất hiện của bé mèo Daffodil, bạn hoàn toàn có thể chơi multiplayer trong Spiritfarer. Có thể dễ dàng nhận xét rằng, cái chết trong game không chỉ biểu thị cho một sự chấm dứt, nó còn mang giá trị nhân văn hơn thế. Một người khi trút đi hơi thở cuối cùng, đôi khi vẫn còn tồn tại lại sự tiếc nuối, tuyệt vọng, hay là khắc khoải không cam lòng. Spiritfarer lúc này như một lời nhắc nhở cho chúng ta hãy biết trân quý từng phút giây trong cuộc sống, vì mỗi chúng ta đều sẽ có sứ mệnh của riêng mình. Anh thích cái game này ghê á. Thích cái cách đồ họa của nó nè, rồi thích cái nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng mà ẩn sâu bên trong nó là những thông điệp ý nghĩa rất là rõ ràng luôn. Dạ vâng, giúp anh tìm được những giá trị ẩn sâu bên trong tựa game. Đó là thành công đối với tụi em rồi ạ. Anh chốt game này luôn nghe. Với lại tụi em có cái game kinh dị kinh điển không? Em thấy rồi á, mấy cái ma cỏ này có anh có sợ mấy đâu mà. Dạ vâng, vậy thì mời anh đến với tựa game Resident Evil Village. Chúc anh thượng lộ bình an. Ok. Ủa Rose, where are you? Với một bề dày. Thôi, cái này để cho tôi. Đừng tưởng tôi nhát gan mà đùa. Tôi biết em game này hơi bị chi tiết á. Vô nè. Với một bề dày kinh nghiệm từ những người đi trước, Resident Evil Village đã kế thừa hoàn hảo các yếu tố kinh dị có 102 của dòng game này. Bạn có thể chưa nghe về Village, nhưng chắc chắn trong lúc lướt các gameplay trên mạng xã hội, bạn sẽ quen thuộc với hình ảnh này. Tạo nên một dòng game đã khó, nhưng tạo ra một dòng game có độ nhận diện thương hiệu cao như Resident Evil là một điều bất khả thi. Nhưng Capcom đã làm được. Resident Evil 8 Village sở hữu lối chơi tương tự với các phiên bản trước đó. Dưới góc nhìn thứ nhất, người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật Ethan Winter, đi đến một ngôi làng tuyết phủ nơi xa xôi hẻo lánh, đầy những kẻ địch gớm ghiếc. Nhiệm vụ lần này của Ethan chính là tìm lại cô con gái Rosemary đã bị mất tích của mình. Để bàn về phần hình ảnh, âm thanh, lối chơi độc đáo cùng hàng loạt cách tương tác với vũ khí, nhân vật của Village thì Nshop đã có kha khá các bài viết trên website của mình rồi. Trong video lần này, hãy đi vào các yếu tố kinh dị của tựa game này đi. Theo các bạn, mức độ kinh dị này có đạt 10 trên 10 điểm không? Với mình, khi trải nghiệm Village trên PlayStation 5, những rung động nhẹ của tay cầm hay những lần các nhân vật trong game thi biến thì 100 điểm cũng chưa kịp chấm, vì mình đã vội chạy trốn mất rồi. Anh đúng là một người yên thâm. Vậy thì chắc anh đã tìm ra được tựa game Halloween dành riêng cho mình rồi đúng không nè? Vậy anh có muốn trải nghiệm tiếp cái dịch vụ tư vấn tại Nshop không? Nãy giờ trải nghiệm thì anh thấy cũng quen rồi. Nên là trời tới luôn đi em. Biết đâu anh sẽ tìm được những tựa game hay hơn Resident Evil nữa thì sao? Dạ vâng, vậy mời anh đi theo em. Những tựa game kinh dị được đề cập phía trên đã khai thác rất tốt về nỗi sợ của con người. Nhưng vẫn tồn tại một trường phái siêu nhiên đáng sợ khác khiến cho chúng ta không bao giờ dám nhắc đến. Đó chính là tâm linh. Và Detention, một video game đậm chất Trung Hoa đã làm được điều này. Phản sao, trở về mái trường hay còn được biết đến với tên tiếng Anh là Detention. Đây là một tựa game thuộc thể loại kinh dị, sinh tồn, mạo hiểm, được phát triển bởi một nhóm sản xuất trò chơi có tên là Red Candle Games đến từ Đài Loan. Trò chơi được thiết kế với đồ họa 2D, thông qua không khí kinh dị trong bối cảnh Đài Loan dưới chế độ thiết quân luật những năm 1960. Detention hiện lên theo góc nhìn của hai học sinh có tên là Đình và Hân. Họ tình cơ gặp nhau và cùng mắc kẹt trong một trường cao trung Thúy Hoa, tọa lạc tại một vùng núi hẻo lánh. Những nơi họ biết bỗng chốc lại
lại thay đổi theo một cách lạ kỳ. Bị loài quỷ dữ có tên là Võng Lượng Ám. Trong lúc trốn tránh khỏi thế lực này, nhân vật chính đã dần dần tìm ra và hé lộ những bí mật về quá khứ đen tối của chính ngôi trường Thủy Hoa. Với lối chơi tương tự như CD Game làm mưa làm gió trong cộng đồng game thủ là Kill, Restylex, nhưng lại mang yếu tố tâm linh tín ngưỡng đậm chất A Đông. Sẽ là không ngoa khi nói đây là một video game phù hợp nhất dành cho các game thủ muốn đỡ gió nhân dịp Halloween này. Công nhận dịch vụ mới tại NShop tốt ghê luôn á. Trải nghiệm mua game kiểu này thì một phát một là mua luôn. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng dịch vụ bên em. Không biết là năm tự game trên thì anh sẽ chọn tự game nào nè? Trước mắt là anh lấy cái Resident Evil này. Game 3A mà vô tay những người hardcore như anh chơi trên máy PlayStation 5 nữa thôi. Quá là tuyệt vời luôn. Bên cạnh đó thì anh cũng lấy cái Spirit Fire. Game đó anh về anh chơi với người yêu anh trên máy Switch. Vậy thì phiền anh mang xuống ngoài lễ tân để tính tiền giúp em nha. Ừ, hồi nãy anh mang cho. Dạ, dạ vâng, cho NShop gửi á. Cái bạn nữ hồi nãy á, tư vấn nhiệt tình ghê luôn nha. Có gì cho anh đánh giá 5 sao bạn đó nha. Nữ nào? Hôm nay đâu có nhân viên nữ nào đi làm đâu. Ủa? Vậy à? Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của NShop để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.